Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa chấp thuận chủ trương đưa toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thời gian bắt đầu từ ngày mai 29 tháng 10 năm 2024. Theo đó, toàn bộ 25 thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc chức năng giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại quầy số 18 và số 19 của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2024. Địa chỉ số 85 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, phía đường Lý Thường Kiệt. Ngoài hình thức giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh bằng các hình thức như trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc tổ chức IVAN, ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động và dịch vụ bưu chính.